Xin chào mọi người đến với Min Min Tarot. Và ngày hôm nay thì đây là video bonus. Và video bonus ngày và kể cả video bình thường kia đó, thì cũng đều là những video mà được các bạn yêu cầu. Đó, các bạn yêu cầu và mình thực hiện theo cái yêu cầu của các bạn. Đó, và cái video ngày hôm nay thì với chủ đề đấy chính là cái video ngày hôm nay á, thì chủ đề là bạn và họ có cái cơ hội để hàn gắn với nhau hay không, để hàn gắn, để quay lại với nhau hay không. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Và đây là video thực hiện theo yêu cầu nha. Rồi các bạn mà có yêu cầu gì các bạn có thể comment xuống phía dưới. Mình sẽ cân nhắc nếu như mà mình cảm thấy là cái video này mình chưa có làm, hoặc là nó phù hợp để làm ấy, thì mình sẽ làm nha. Đấy, cho nên các bạn cứ mạnh dạn yêu cầu ở phía dưới đi nếu như mà các bạn muốn. Ok, 1, 2, 3 để xem là bạn và họ có cái cơ hội để mà hàn gắn hay là quay lại với nhau hay không. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 ạ. Rồi, chào các bạn đến với tụ bài số 1. Và đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi là bạn và họ có cái cơ hội để hàn gắn với nhau hay không, thì mình thấy bây giờ mình sẽ phân tích trước, sau đấy là mình sẽ trả lời có hay không nhé. Đối với họ và đối với bạn ở trong cái mối quan hệ này á, thì mình thấy được rằng là nó đã rơi vào một cái tình trạng khá là bế tắc rồi. Tức là tiến không được, lùi không xong rồi. Và tức là không biết làm như thế nào để có thể cải thiện nó, sửa chữa cái mối quan hệ này để cho nó trở nên tốt hơn. Đó, thêm vào đó thì mình thấy rằng là đây là một mối quan hệ có cái sự nợ lần nhau. Các bạn nợ lần nhau theo dạng như nghiệp quả, là đến với nhau để trả nợ cho nhau đấy, để cùng nhau học những cái bài học cần thiết đấy. Đó, nên là thực sự để mà có thể tồn tại cái mối quan hệ dạng như thế này, nó tồn tại được ấy, thì thứ nhất nó phải trả hết những cái món nợ. Cái thứ hai nữa, các bạn phải, cả hai người đều phải học được những bài học. Đó, và gọi là thay đổi bản thân của mình thì may ra nó mới có cái cơ hội ở đây. Đó, còn đâu thì mình thấy được rằng là cái cơ hội ở đây rất thấp để có thể hàn gắn. Các bạn cũng, mình thấy cả hai người đều rất buồn khi mà phải chọn kết thúc cái mối quan hệ này. Tức là họ mỗi người có thể là sẽ buồn theo một cách khác nhau, sẽ buồn ở một cái góc độ khác nhau, cái mức độ buồn cũng sẽ không giống nhau. Nhưng mà dẫu sao khi mà một mối quan hệ mà nó đến với nhau mà nó không thành ấy, thì nó cũng để lại trong mỗi người những cái cảm xúc nhất định của một cái sự tan vỡ. Thế nhưng mà để mà nói rằng nó có đủ mạnh, đủ tình yêu hay đủ cái gì đó để mà hàn gắn với nhau hay không ấy, thì mình thấy khả năng rất là thấp và có thể sẽ là không. Và ở đây chúng ta có một cái lá bài nó đề cập đến việc đấy chính là cái quá khứ ấy, thì nó vẫn đang ở bên cạnh bạn ấy. Bây giờ bạn cần phải học cách để giải phóng nó và ôm lấy những cái cơ hội mới. Đó, mình không biết ai là người ở đây còn có cái hy vọng gì không, hoặc là còn lấn cấn gì không. Thì đây giống như một cái lời khẳng định với bạn rằng là đã đến lúc để bạn giải phóng quá khứ. Đó, đã đến lúc để bạn giải phóng quá khứ và ôm lấy những cái cơ hội mới đang đến với mình. Có một cái con đường mới á, nó sẽ mở ra với bạn, và bạn hãy đi theo nó với một cái niềm tin mãnh liệt hơn. Đó, với một cái hy vọng tốt đẹp hơn. Nhưng mà có nghĩa là việc của bạn là bạn phải đi với con đường mới rồi. Còn những cái cũ bạn cần phải giải phóng nó đi, học bài học từ nó, say goodbye nó thôi. Đó, cho nên là mình thấy rằng là không hẳn là không còn thương, nhưng mà không phải còn thương thì có thể là quay lại được với nhau hay là hàn gắn được với nhau. Vì còn ở mỗi người có thể nó đã có những cái sự phát triển về mặt nhận thức, suy nghĩ, tinh thần nó đã rất là khác biệt rồi. Có thể nói là hai người đã hết những cái tần số trùng với nhau rồi. Đấy, nên là đường ai nấy đi thôi. Rồi, đấy là số 1 đến với số 2 ạ. Người này có quay trở lại, người này, bạn và họ có hàn gắn được với nhau hay không? Mình thấy được rằng là trong tụ bài này á, cái việc hàn gắn nó không phải là việc chính. Cái việc hàn gắn nó không phải là việc quan trọng nhất. Cái việc hàn gắn nó không phải là điều gì đấy tốt đẹp. Nói thẳng là như vậy. Cái người này đi rồi sẽ về nhá. Mình nói luôn, người này đi sẽ về. Đi rồi sẽ mò về. Xa hay gần thì mình không quá rõ. Tức là có thể là chia tay một thời gian sau, mãi sau họ mới quay lại cơ. đó, hoặc là họ quay lại trong một khoảng thời gian ngắn hay như nào đó thì mình không quá rõ, nhưng mà mình cảm thấy là kiểu gì họ đi thì họ về à. Nhưng người này tốt nhất nên để họ đi. Vì thứ nhất này, cái người này á gian dối với bạn, họ không có thật lòng với bạn, họ có những cái điều gì đấy giấu giếm gì đấy các bạn. Thì mình nói thật, các bạn chờ người này để làm gì, đúng không? Bạn cần người này để làm gì? Rồi mày đi luôn đi, đừng quay lại nữa. Người này là phải đi ngay này, đừng có quay lại để làm cái gì này. Đó, thế nhưng mà bạn cứ ngồi và bạn chờ xem, kiểu gì một ngày nào đấy người này cũng sẽ mò về. Đó, bởi vì là họ đi khắp nơi, họ tìm kiếm ở khắp cái chỗ này chỗ kia, họ sẽ không thể tìm được cái người nào mà có những cái yếu tố đặc biệt và hay ho giống như bạn cả. Đó, họ lại cảm thấy là không có ai tốt hơn cái người này hết, nên là thôi tôi sẽ mò về để tôi làm gì đấy, sơ múi hay là làm cái gì đó. Đấy, cho nên là mình thấy được rằng là hàn gắn được hay không là ở bạn thôi, quyết định là ở bạn thôi. Nhưng mà như mình nói rằng là nó không phải là điều quan trọng nhất, nó không phải là điều tốt đẹp để có thể giống như là nên làm với nhau. Đó, người này nha sẽ giấu bạn nha. Đó, giấu bạn gì thì điều gì đấy khá là nhiều nha. Nhưng mà có thể ban đầu khi mà người này rời đi thì bạn sẽ rất là hụt hẫng này, rất là chán nản và có một cái sự buồn này, một cái sự hy vọng nào đó ở họ. Nhưng mà ở đây có lá bài đấy chính là mình đừng có vội quá. Mình hay trêu, mình hay sưng mày tao ấy, mọi người bình thường, mọi người thông cảm nha. Giống như là bạn đừng vội quá nha, bạn đừng có vội quá, hãy cứ để cho thời gian nó trả lời nha. Thời gian sẽ trả lời cho bạn điều gì thật. Một là những sự thật, hai là những hành động của cái người này. Bạn sẽ thấy như kiểu có thể sẽ có cái sự trở lại, hoặc là sẽ có cái sự comeback, sẽ tìm về hay là gì đó ở đây. Bây giờ thì mình thấy là họ đang đi rồi đấy, họ đi đấy, nhưng mà kiểu gì như mình nói đấy, một ngày nào đấy lại tìm về thôi. Nhưng mà họ tìm về không phải là để với một cái mục đích tốt, đẹp hay là gì đấy đâu, mà có thể là với ở trong một cái trạng thái toan tính gì đó ở đây. Đó, cho nên là thôi, người này thôi đi thẳng thôi, đừng quay lại làm gì nhá. Rồi chắc các bạn cũng kiểu đốt vía rồi đấy, cho đi luôn rồi đấy nha. Rồi, ok. Đấy là tụ bài số 2. Chúng ta đến với số 3. Ok, với số 3 thì sao? Với câu hỏi ở cái tụ bài số 3 này á là bạn và họ có cái cơ hội để hàn gắn với nhau hay không? Hai người có hàn gắn với nhau hay không? Thì mình thấy được rằng là không nói về việc là họ có hàn gắn với bạn hay không, cái cơ hội, cái phần trăm là bao nhiêu, nhưng mà ở đây có nói rất là rõ về cái con người này. Đó, thì mình sẽ nói nha. Cái người này này, họ có một cái tinh thần tự do. Họ có một tinh thần tự do, tâm hồn tự do, và có những ước vọng rất lớn trong cuộc sống. Có thể là về mảng công việc, tài chính, tiền bạc, sự nghiệp. Tức là họ muốn phấn đấu xây dựng được một cái sự nghiệp to lớn, dạng như vậy. Chúng ta không bàn về việc là cái điều đấy có thành công hay không, điều đấy có thực sự là thực tế hay không. Thậm chí họ, những người này họ sẽ có rất là nhiều những cái mục tiêu mà có thể bạn và những người khác cho rằng là phi thực tế. Nhưng chúng ta cũng không bàn đến việc là họ có thực tế hay không, mà là cái người này họ là người họ ưa những cái trải nghiệm, ưa xê dịch. Họ giống như một con ngựa ấy. Đó, họ sẽ đi, sẽ làm. Đó, và tình yêu đối với họ ấy, ít nhất là ở thời điểm này, nó không phải là cái ưu tiên của họ. Họ muốn có thể xây dựng phát triển sự nghiệp trước đã. Đó, họ muốn được mọi người trọng vọng và công nhận cái tài năng thực sự của họ đã. Đó, cho nên là nếu như tình yêu nó là thứ khiến họ cảm thấy rằng ngáng đường họ, khiến họ cảm thấy rằng là nó là gánh nặng, nó là thứ gì đấy giữ chân họ, họ sẽ bỏ để họ sẽ không có yêu đương gì giờ này hết, họ sẽ không có phập vào tình yêu gì giờ này hết, mà chỉ muốn là gì tập trung vào những cái ước vọng lớn lao của họ thôi, liên quan đến công việc thôi. Một cuộc sống mà nó có cái sự di chuyển này, sự tự do này, sự đi lại hay là gì đấy thôi, chứ họ không muốn là có bất kỳ một cái dạng như điều gì cản trở họ. Cho nên để mà nói rằng là bạn và họ có cái cơ hội hàn gắn gì đấy với nhau hay không thì mình thấy nó xa vời quá. Nói thẳng là nó cũng hơi xa vời, bởi vì nếu như bạn là người ưa thích cái sự ổn định ấy, ưa thích cái việc là tình yêu đến để cam kết hay là gì đấy ấy, thì mình nói thẳng luôn là bạn không phù hợp với người này. Người này họ sẽ tìm những cái người mà trên đường đi của họ ấy, cùng ý chí với họ cơ. Đó, và như mình nói là khi nào họ phải ổn, rất là ổn cơ thì họ mới dừng lại. Còn không thì họ sẽ còn đi. Cái tính của cái người này là như vậy. Họ và nói chung là cái khao khát mong muốn này của họ là chính đáng. Chỉ có điều là bạn nên nhận diện điều này rõ. Bởi vì có thể với một số trường hợp của mỗi người á, cái người này họ sẽ không đặt bạn, không đặt cái tình yêu là thứ quan trọng nhất đâu. Thậm chí là còn không được vào cái bảng xếp hạng của họ liên quan đến vấn đề quan trọng cơ. Đó. Nhưng mà có thể họ cũng sẽ không rõ ràng, không cắt đứt, không gì hết. Đó, mà kiểu như hơi ấp đấy. Dạng như vậy đấy. Vừa muốn là lúc mà tôi đi được tự do thì đừng quản lý tôi, nhưng vừa muốn lúc mà họ nghỉ chân, dừng chân lại có người chăm sóc. Đó. Cho nên nếu như ở cái dạng như vậy thì mình nghĩ là bạn cũng nên xác định đi, để có một cái con đường riêng cho bản thân của mình. Đó. Nên là với người này thì có thể là nó tùy vào cái gu của bạn thôi, tùy vào cái sự tương tác với các bạn thôi. Nhưng mà mình cũng nói luôn là người này chưa muốn dừng chân đâu. Ok, thì đây là số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye.